Trong thông báo phát đi vào sáng ngày hôm nay 25 tháng 9, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đang khẩn trương xác minh thông tin. Lực lượng Cảnh sát biển Philippines đã bắn vào tàu cá của tỉnh Phú Yên, làm chết hai ngư dân và bắt giữ một số ngư dân khác. Phía Philippines cho biết tàu cá PI-96173TS đã hoạt động đánh bắt cá trái phép tại vùng biển Polinao, tỉnh Pakistan của nước này trong khoảng thời gian từ 20h30 phút ngày 22 tháng 9 đến ngày đến 1 giờ ngày 23 tháng 9 năm 2017. Cũng theo phía Philippines, tàu cá Việt Nam đã có hành vi cố ý ngăn cản tấn công tàu của phía cảnh sát biển Philippines trong quá trình bị truy đuổi. Phía Philippines đã bắn súng vào tàu cá BI96173TS khi tàu này có ý định đâm vào phần đầu của lực lượng cảnh sát biển nước này. Liên quan đến vụ việc trên, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo đại sứ quán Việt Nam tại Philippines tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng Philippines phản đối hành vi sử dụng vũ lực đối với ngư dân dưới bất kỳ hình thức nào yêu cầu đối xử nhân đạo với ngư dân Việt Nam hiện nay bị giam giữ. Và chiều ngày 24 tháng 9, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đã cử đại diện đến thăm lãnh sự các ngư dân bị giam giữ, động viên tinh thần các ngư dân và tìm hiểu một số thông tin liên quan đến vụ việc.